người nha. Tôi đang ở bốt Bắc Thăng Long Nội Bài. Bốt Bắc Thăng Long Nội Bài. Từ cái cảm giác hôm đầu tiên quyết định đăng bài là sẽ đánh bốt Thăng Long. Tôi đăng trước đó tầm khoảng 15 ngày. Thì đến 15 ngày sau là tôi cùng anh em quyết đánh bốt Thăng Long Nội Bài. Và câu chuyện là khi đánh thì cũng phải hiểu về nó. Và tôi cũng không nghĩ rằng là đánh tầm 10 phút là nó đã xả trạng. Đánh tầm 10 phút nó đã xả trạng. Bốt Thăng Long Nội Bài là một cái bốt mà theo tôi nghĩ rằng là nó phi lý nhất cả nước. Tại sao chúng ta lại phải cùng nhau hò nhau chung tay diệt các bốt bẩn là vì nó tạo nên một sự phi lý, tạo nên một sự bất công cho xã hội. Các bạn đang hình dung là đây là con đường, nhẽ ra là nó phải không có trạm thu phí này từ lâu lắm rồi. Thế nhưng mà Bộ Giao thông cùng Tổng cục Đường bộ vẫn sập xí sập nghèo ký với nhau một cái hợp đồng. Đấy, như xe kia vẫn đang định trả tiền nhưng được anh em nhắc thì không phải trả tiền. Các bạn lâu nay quên mất một điều rằng là đối với các trạm thu phí, chúng ta đang với hướng tới việc đánh là bốt bẩn. Nhưng một việc, tại sao cái bốt, tất cả các bốt họ muốn giữ lại bằng được để họ thu phí? Trong khi đó họ có một cái cửa rất sáng là không thu được thì Bộ Giao thông sẽ phải hoàn tiền. Vì Bộ Giao thông ký thì phải đền bù cho người ta. Nhưng tại sao các BOT đều muốn giữ lại cái trạm thu phí? Ở đây là gì ạ? Ở đây câu chuyện nó là liên quan tới vấn đề không minh bạch thu phí. Ví dụ như trạm này các bạn nhìn thấy lượng xe rất là đông. Tầm giờ nó chẳng phải giờ, tầm giờ tan tầm, nhưng lượng xe rất là đông. Thế nhưng mà ví dụ như trạm thu phí này nó chỉ báo cáo là nó thu được có 150 triệu một ngày. Nhưng nếu như tôi nghĩ rằng là nếu như minh bạch thì nó có thể tầm khoảng 1 tỷ chẳng hạn. Nó tầm khoảng 1 tỷ. Thế thì 1 tỷ là gì ạ? Nó còn mấy trăm triệu nó thu chia nhau. Mấy trăm triệu chia nhau. Các bạn nhớ câu chuyện hai bạn ăn cắp ở trong BOT ở tỉnh miền trong đấy không ạ? Hai bạn đấy chắc là nghĩ rằng là hai bạn đó nghĩ rằng là sẽ bên BOT nó sẽ báo một cái số thấp, nhưng không ngờ rằng là nó lại lấy cái cớ rằng là thu mấy ngày liền và lượng tiền nó lớn hơn. Tại trạm BOT này thì chắc chắn sẽ thắng rồi. Đây vẫn có những người anh của tôi vẫn đang đứng ở trạm đây ạ. Đấy, vẫn những người bạn vẫn đang đứng ở trạm đây ạ. Tại sao họ vẫn đứng đây ạ? Có những người quan điểm của tôi là gì ạ? Cái gì tốt cho cộng đồng chúng ta nên ủng hộ. Nhưng có những người vẫn đến đây nói rằng là thế này thế khác, anh em ở đây thế này thế khác. Các bạn để ý xem ạ, vẫn đấy, như xe này nó đang đi vào tiền. Xe biển 35 này. Không phải là họ cố tình trả tiền. Không phải là họ cố tình trả tiền mà đấy, chiếc xe kia vẫn trả tiền ạ. Họ không phải là họ cố tình trả tiền mà thực ra họ không biết. Đấy, như bạn kia kìa, không biết nhá. Đấy, do họ không biết. Đấy, Hải Dương kìa. Bạn kia là Hải Dương. Chúng ta xuất hiện ở đây là thứ nhất là để tuyên truyền cho nhiều lái xe họ biết. Những cái lái xe mà đi qua vụt vụt như này là đương nhiên họ biết rồi. Và cơ hội thu phí trở lại ở cái BOT này là không có. Còn đối với những lái xe mà họ cố tình thì một là người của BOT, hai là họ không biết. Thì anh em chúng tôi ở đây là để phân tích cho các lái xe biết rằng là cái BOT này đặt sai vị trí. Còn nếu họ đúng, chúng ta không có cơ hội ngồi đây đâu ạ. Họ đúng, chúng ta không có cơ hội ngồi đây mà cầm loa rồi nói như thế này đâu ạ. Đây là một sự phi lý ạ. Tôi nghĩ rằng BOT này sẽ phải dẹp bỏ trước khi Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội họp trở lại và Quốc hội họp trở lại. BOT này buộc phải dừng thu phí. Đấy ạ. Nên là cái việc anh em ở đây, ví dụ như đây là những người bạn của tôi ạ.
Đây là một bạn ở nhóm admin khá lớn ạ. Ở một group khá lớn vẫn đang đứng ở đây ạ. Đây ạ. Đấy. Thì sự đứng ở đây ạ. Cái việc có cần thiết đứng hay không, hay không cần thiết đứng, nhưng họ, tôi nghĩ rằng là họ vì cộng đồng. Họ vì cộng đồng, chúng ta nên ủng hộ. Thực ra thì nhiều lúc cũng tức lắm. Nói là thằng nào trả thì kệ con mẹ nó. Nhưng thực ra không phải là họ trả, là vì họ không biết thông tin. Họ không biết tới thông tin là cái trạm này nó đang đặt sai vị trí, nên là họ mới trả tiền. Và chúng ta không thể trách họ rằng là họ cố tình trả tiền được. Đấy, nên là nên là chúng ta, tôi thì không tập trung nói vào ai. Nhưng đối với những con người chính nghĩa, họ đứng ở đây mưa gió bụi. Hôm nay thì thời tiết đẹp, nhưng có những hôm thời tiết lạnh, rét. Rồi những ngày đầu, các bạn nên nhớ những ngày đầu đánh bốt Bắc Thăng Long. Các bạn có nhớ không ạ? Có ai còn nhớ không ạ? Các bạn ấy trực ở đây cả đêm. Các bạn ngồi đây trực đây cả đêm thay nhau. 11 giờ giữa đêm các bạn thay nhau ca đêm, tự bảo ban nhau làm những cái việc mà tôi nghĩ rằng là còn mãnh liệt hơn làm việc nhà. Họ quyết tâm như vậy. Cái sự quyết tâm đó là tôi nghĩ rằng đáng trân trọng. Đáng trân trọng. Đáng trân trọng. Tôi đây này, đầu tóc còn bơ bơ phờ này. Cái đây này, cái tay bị đánh, tay bị còng à. Cái vết còng bây giờ nó vẫn còn này. Đấy. Vết còng đây này, hai bên nó còng thôi này. Nó còng chắc nó mạnh quá hay sao vẫn tê tay. Tay vẫn bị tê. Nên là không yêu nhau thì lờ nhau đi, đừng nói nhau những lời cay độc. Đừng nói nhau những lời cay độc. Các bạn ấy đang ở đây là vì chính nghĩa. Các bạn có nhớ những ngày đầu không ạ? Các hãng taxi, trong đó có taxi Mai Linh, và một số hãng taxi vẫn bắt nhân viên của mình phải thu phí, đóng phí. Nhưng đến bây giờ thì là các hãng taxi, tôi nghĩ rằng là có những hãng taxi lớn, họ đã tiết kiệm cho nhân viên của mình hàng trăm triệu đồng một tháng rồi. Nhiều lái xe mà chạy tuyến Nội Bài thì cũng đã tiết kiệm được khá nhiều tiền. Có thể là hoặc là những nhân viên đi mua vé tháng ở đây, họ cũng đã tiết kiệm được 300-500 một tháng. Số tiền không nhiều. Số tiền không nhiều, nhưng nó là cái sự, nếu các bạn ủng hộ những cái việc mà chúng tôi làm thì nó tạo nên sự công bằng cho xã hội. Nó tạo nên, nó không còn tiền đề tạo ra những cái việc mà những bất công trong xã hội nữa. Đấy, như bạn này là đang định đóng phí này. Đấy. Đấy. Những bất công trong xã hội nó cũng sẽ không còn, và bản thân những BOT bẩn là không còn cơ hội phát triển. Chúng ta quên mất một điều rằng là các BOT cố tình và dùng cả xã hội đen, dùng cả lực lượng đỏ để gọi là đàn áp những người tham gia phản đối. Họ không phải vì mục đích là giữ cho các BOT để phát cơ hội thu phí trở lại. Là vì nếu các bạn phải nên nhớ như thế này. Nếu các bạn là chủ doanh nghiệp BOT, các bạn đã ký hợp đồng với Bộ Giao thông. Nếu không, nếu là bạn minh bạch nhé. Đấy, bạn này đang định đóng phí. Bạn minh bạch vấn đề thu phí. Bạn minh bạch mà bạn rõ ràng vấn đề thu phí ấy, thì không thu được phí thì Bộ Giao thông phải đứng ra trả các khoản tiền đã ký với các bạn. Nhưng họ là gì ạ? Họ dùng tất cả các cái nguồn lực, dùng tất cả các nguồn lực xã hội đen, xã hội đỏ đàn áp những người biểu tình. Họ còn cho bẫy cả các lái xe để các lái xe phải chịu trách nhiệm. Giống như anh Tuy, họ cho vào tội gây rối, họ bắt giữ 2 tháng. Đây, các nhân viên trạm vẫn đang ngồi trong kia rất đông. Bên đây thì đóng rồi. Anh em ở đây giờ thì thân thiện hơn rồi. Câu chuyện của các BOT ấy là gì? Các chúng ta quên đi mất một điều rằng là họ không minh bạch vấn đề thu phí. Tôi ví dụ lại như là cầu Rẽ Ninh Bình. Họ gian lận cái ngày xưa mà đang sửa đường ấy, bây giờ không phải đường đẹp như bây giờ, là họ tự tố nhau, dân có biết đâu.
họ tự tố nhau, một ông thì báo là tỷ 2, ông kia tố lên tỷ 8, mà sau khi Tổng cục Đường bộ đếm xe lại thì nó là tỷ 8 hơn tỷ 8. Và câu chuyện đến bây giờ nó phải 3 đến 5 tỷ, nhất là những ngày cao điểm thì 6 đến 7 tỷ một ngày. Thì các bạn biết ạ, bây giờ nó báo cáo thu bao nhiêu tiền ạ? Hôm nay là gì ạ? Tổng cục Đường bộ với Bộ Giao thông cũng thừa nhận là không kiểm soát được vấn đề thu phí. Họ tự thừa nhận là họ không kiểm soát nổi. Thế thì đã không kiểm soát được thì những người đấu tranh, những người đòi hỏi sự minh bạch là người ta đúng. Là vì ông không kiểm soát được, đấy là năng lực yếu kém. Còn tôi nói rằng là giống như BOT ở chỗ ông Út Trọng, công gian lận về phần mềm thu phí, ở đó là gì ạ? Dù là đấy là đều là những tiền của nhân dân đóng góp, họ minh bạch thu phí thì nhẽ ra họ đầu tư 10 à, nhẽ ra là họ ký là 15 năm, nhưng mà nếu minh bạch nó chỉ 5 năm chúng ta đã được hưởng con đường đó rồi. Đấy câu chuyện đấy. Và họ quyết giữ được cái BOT là câu chuyện của họ chỉ nằm ở mục đích rằng là nó có khoản ngoài để chia nhau. Cá nhân tôi nghĩ vậy. Mà thực tế nó đã là như vậy ạ. Rất nhiều BOT được báo chí nêu, chẳng như là BOT cao tốc Hà Nội Lào Cai, khi mà công tố nhau, công đấu nhau, công bóc phốt nhau, với lòi ra một tháng công ăn gian lận đến mấy chục tỷ. Thế thì tiền đấy bây giờ như thế nào ạ? Người dân thì ăn trộm buồng câu, đói quá cướp cái bánh mì thì tù 5-7 năm. Còn hàng mấy chục tỷ, tôi không nói những cái dự án thất thoát hàng trăm nghìn tỷ, thua lỗ hàng trăm nghìn tỷ, mà tôi nói những cái việc gian lận vấn đề thu phí toàn hàng chục nghìn tỷ, à hàng chục tỷ, thì chẳng thấy ai bị xử lý. Tôi nghĩ rằng Bộ Giao thông không có chuyện là họ không biết. Nếu họ biết, đương nhiên họ biết, không thể nói chuyện họ không biết. Thế thì họ biết là gì ạ? Tôi nghĩ rằng họ vẫn có được lại quả trong vấn đề này. Đấy là cá nhân tôi nghĩ. Cá nhân tôi nghĩ rằng họ được lại quả, nên họ không quyết liệt làm. Chứ còn phần mềm thu phí, các bạn nên nhớ rằng là phần mềm thu phí nó khá là đơn giản. Một cái cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, nó còn dùng cái súng bắn mã vạch, và nó vẫn lên tiền được. Với hàng trăm nghìn sản phẩm, Nó vẫn lên được giá tiền. Thì đối với các loại xe, các loại phương tiện xe này, tôi nghĩ rằng nó chỉ tổng các loại xe, nó có nghĩa là tôi cần cho cả luôn là các hãng xe khác nhau đi, nó chỉ 100 đầu xe quay đầu. Thì tôi nói rằng nó chỉ là 100 sản phẩm quay đầu. So gì so với một cửa hàng tạp hóa đến hàng nghìn sản phẩm mà thiết bị đọc nó vẫn hiện lên. Bạn đi mua đến 50 sản phẩm, nó bấm 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 phát lên 50 mã tiền và tổng số tiền. Và tại BOT này nếu như nó minh bạch thì cứ xe đi qua nó nhảy số tiền lên, và nhân dân ai cũng giám sát được. Thế thì có phải là nó rõ ràng không ạ? Nhưng mà rõ ràng Bộ Giao thông cố tình không làm việc đó, mà lại đến 6 tháng mới kiểm tra một lần. Giống như là 6 tháng thì nó thu được, ví dụ như có những cái BOT nó thu được khoảng 100 tỷ một tháng, thì 6 tháng nó 600 tỷ, nó báo có 200 tỷ, còn 400 tỷ nói xin lỗi là nó khiêng được tất cả những cái đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra nào đấy nó cũng khiêng được. Các bạn hiểu ý không ạ? 400 tỷ thì nó khiêng được tất cả các đoàn, đoàn kiểm tra nào nó cũng khiêng được hết. Đây là trạm xả của chúng tôi ạ. Đây là một người bạn gà của chúng tôi ạ, tối hôm qua idol đến thì chẳng dám vác idol đến thì chẳng dám vác điếu ra. Còn đây ạ, đây là những tấm vách mà mọi người cùng chung tay để làm lên ạ. Tôi nghĩ rằng cái tấm vách này cần phải có là để cho nó, thật ra nó chả là vách gì đâu, nó là cái gỗ tạp ấy, cái gì đây này, cái này gọi là cái gì, gỗ dán. Cái gỗ dán này là để cho rắn, với lại mưa gió nó đỡ lùa, đỡ lạnh, với rắn nó chuột nó khỏi vào. Và tôi cũng xin báo cáo là cái vách này ấy, nó là sự đồng lòng của những người đồng hành cùng những cái việc bẩn đấy, nên là ai thắc mắc cái gỗ vách ở đâu ra thì nó là một sự quá buồn cười, nó là một sự quá buồn cười. Đây đôi dép huyền thoại đây, các bạn thấy không ạ? Tôi hôm bị đánh là mọi người tặng cho đôi dép này đấy.
tặng cho đôi dép này. Nên là đối với cái việc phản đối BOT của các bác Thăng Long Nội Bài này, tôi lắm lúc tôi cũng nghĩ rằng là có cần phải trực không, nhưng cũng họp lên họp xuống, chúng tôi cũng nghĩ rằng cần phải, vẫn phải trực. Chẳng hạn như là Mỹ Lộc cũng thế. Nếu không có lực lượng trực đấy, nó nhằm nó thu phí lâu rồi. Nhưng vì có lực lượng trực đấy nên là nó làm cái gì nó vẫn phải cân nhắc. Nó làm cái gì nó vẫn phải cân nhắc. Trạm xả Mỹ Lộc, trạm xả Bắc Thăng Long luôn chào đón tất cả mọi người đến. Là vì các bạn đến, không phải cần các bạn có cái gì. Cái sự đến đó là sự đồng lòng. Đến đó để động viên, để những người họ ngồi đây họ không cảm giác thấy cô đơn. Họ cảm giác là được sự động viên của mọi người. Nhưng cái câu chuyện là gì? Có những người đến họ hỏi là cái liếp này ở đâu ra, cái ắc quy này ở đâu. Thật ra là nhà tôi không cạnh đây, tôi sạc ắc quy cho các bạn suốt. Lấy điện nhà tôi ra cũng được. Nhưng vì nhà tôi xa và nhà một số người đây cũng xa, họ không thể tự nạp ắc quy tại nhà họ được. Nếu bê cách đây thì mười mấy cây đến để mang ắc quy thì nó rất là vô duyên. Và ắc quy này chúng tôi vẫn phải nhờ sạc ở gần đây. Nhưng cái sự nhờ đó là họ nói như thế nào rồi nhỉ? Họ tự nguyện đồng hành cùng chúng tôi. Thực ra nó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nên là những cái sự bóc phốt nhau, những cái sự không giúp được nhau những cái gì thì đừng cay độc với nhau làm gì. Nghĩ như thế, cuộc sống chúng ta, tôi nghĩ rằng là như hôm đó nó mạnh tay hơn cũng có thể tôi chẳng còn trên cõi đời này và cũng chẳng còn ngồi đây để mà nói nữa. Và những cái bất trắc, tôi không nói về vấn đề xã hội đen nữa, nhưng những cái bất trắc về bệnh tật, những cái bất trắc về những cái xã hội như thế này, đôi khi chúng ta sống được bao nhiêu mà phải cay độc nhau. Xe máy và trong quát. Đấy, anh Dũng anh vừa nói cái gì tí em sẽ đọc lại. Đấy. Thôi không nói nữa. Nhưng mà qua xem bực lắm. Bực lắm. Ngồi nhà, mình như thế này này. Mình ngồi nhà, nhìn anh em ở ngoài này bị người ta ra quay, cỏ quay. Cái liếp ở đâu ra? Cái ắc quy này điện ở đâu? Thật ra là gì? Điện không có để mà sinh hoạt. Đi nạp nhờ các quy cũng hỏi là từ đâu ra. Thì các cụ cũng thấy không ạ? Tôi nhà tôi sốt ruột. Thực sự như thế, sốt ruột thực sự. Các bạn phải hiểu được cái tâm lý các bạn. Các bạn phải đặt tình huống các bạn là tôi. Các bạn phải đặt tình huống, tôi không bao giờ muốn nói, nhưng mà các bạn phải đặt tình huống các bạn là tôi. Các bạn mới thấy thế nào ạ? Các bạn có thấy nó xót xa không ạ? Đồng đội mình nhẽ ra là cùng chiến tuyến nhưng mà họ cò quay nhau những cái câu cay độc. Tôi bị đánh không đau bằng chính đồng đội bóc phôn nhau. Thực sự như thế, các bạn thấy không? Khi tôi bị đánh ra mặt tôi cứ nhơn nhơn dù rất đau. Nhưng mà khi mà live stream nói về vấn đề này, các bạn nhìn mặt tôi có cười được không? Đúng không ạ? Có những người em, những người chị, những người bạn, họ trực ở đây để hướng dẫn cho các lái xe. Thật ra là mới BOT này mới xả được 2 tháng, gần 2 tháng. Cũng chưa nhiều lái xe biết. Nhưng nếu như mà chúng ta tuyên truyền thêm một thời gian nữa, khoảng 1 tháng nữa chẳng hạn, thì cái tỷ lệ lái xe biết nhiều hơn, chúng ta có thể rút là mọi người từ đấu tranh cũng được. Và cái việc mọi người ở đây mọi người ở đây cũng vẫn rất là cần. Nếu như ở đây mà mọi người rút, có thể nó tìm mọi cách nó thu phí ngay. Với vấn đề về các trạm BOT, với vấn đề các trạm BOT thì chúng ta phải bây giờ phải tìm cách nói luôn về vấn đề là tại sao nó dùng tất cả các nguồn lực, từ lực lượng xã hội đen, từ lực lượng xã hội đỏ và các cấp chính quyền để xử lý các hành vi chống đối. Không phải, tôi nghĩ rằng là nếu như tôi là một chủ BOT, tôi nhắc lại, nếu tôi là chủ BOT không thu được phí thì Bộ Giao thông phải bồi thường tôi. Vì tôi ký với ông rồi, tôi có cửa để bắt nó bồi thường.
Nhưng câu chuyện nó nằm ở cái yếu tố phần trăm thu phí được giữ lại. Giống như là trong An Sương An Lạc là 15% giữ lại. Ví dụ nó thu 1.000 tỷ, một năm nó thu được 1.000 tỷ, là nó được 150 tỷ. Nhưng thực ra nó chỉ chi hết tầm khoảng 2-30 tỷ tiền nhân viên, vẫn còn hàng trăm tỷ để nó chi cho việc khác. Đấy là cái phần những phần đấy không lớn bằng cái phần mà ví dụ như Bắc Thăng Long này, nó đang báo cáo 150 triệu một ngày. Nhưng nếu bây giờ Bộ Giao thông, Tổng cục Đường bộ dám cùng nhân dân chúng tôi ngồi kiểm đếm một cách công khai minh bạch vấn đề thu phí, tôi thề rằng là nó lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ cử người cùng Bộ Giao thông, ông chỉ là người hướng dẫn thiết bị cho tôi thôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi đếm cho ông từng xe từng lượt. Tất cả BOT, cả nước nào BOT chúng tôi cũng làm được việc đó. Và tôi nghĩ rằng nó có sự chênh lệch khá lớn trong vấn đề thu phí. Nên các BOT nó làm mọi cách nó sợ là sập BOT. Còn nếu tôi là chủ BOT mà minh bạch, sập cái gì thì Bộ Giao thông phải ngân sách phải chi ra trả tôi. Nhưng nó giữ lại bằng được là vì vấn đề không minh bạch và cái khoản ngoài với khoản lớn. Tôi ví dụ như một cái BOT, đây tôi chưa nói phần chuyện chênh lệch, mà tôi chỉ nói về vấn đề thất thoát thôi nhé, thất thoát trên giấy tờ không thôi. Cao tốc Hà Nội Lào Cai một tháng thất thoát 69 tỷ, thì tôi thề rằng là đoàn kiểm tra nào nó cũng khiêng được. Cái đấy nó bị lộ không phải là vì đoàn kiểm tra phát hiện, cái đấy nó bị lộ là vì do công đấu tố nhau. Có những người, con người công tâm trong quá trình vận hành, họ phát hiện ra những sai phạm và họ tố ra, thì bằng chứng rõ ràng rồi, các ông không thể cãi được nữa thôi. Chứ còn 100% tôi tin chắc, đây là cá nhân tôi tin chắc 100% BOT có vấn đề, là vì báo chí nào thanh vui vào cái BOT nào đều có vấn đề của BOT đấy. Ví dụ như cao tốc Liêm Tuyền, BOT Liêm Tuyền thiết bị hỏng đến 8 tháng, tôi nhắn cho cả ông Bộ trưởng, tôi gọi cả ông Bộ trưởng, tôi gọi cả ông Tổng cục, tôi gọi cả Thanh tra Bộ, vẫn đầu vào đấy, đến giờ thiết bị vẫn hỏng. Mà hỏng thì đương nhiên là nó là vấn đề gian lận. Đây cụ nào có gì tôi quý sang lắm đây. Đấy, thì tối hôm qua tôi, thực ra tôi rất buồn khi xem cái live stream tối hôm qua. Tôi chẳng hiểu như thế nào nữa. Cái clip này cũng hỏi ở đâu ra, cái clip này cũng hỏi ở đâu ra, cái ắc quy này cũng hỏi sạc điện ở đâu. Chịu. Nếu gần nhà tôi hoặc gần nhà bạn nào có điện đây, tôi tin rằng họ sẽ cho điện luôn đấy. Chứ bây giờ đã phải đi sạc từng cái ắc quy để vận hành mà vẫn còn soi nhau thì quá đáng quá, quá đáng quá. Tôi không biết mục đích, tôi không biết mục đích ý nghĩa của những cái việc làm đó là như thế nào. Nhưng mà sống với nhau được giả trạng như là nó ảnh hưởng tới vấn đề là nồi cơm nhà anh ấy, nó ảnh hưởng tới danh dự, nó ảnh hưởng tới cái gì đấy chẳng, quyền lợi gì đó chẳng, thì chúng ta nói với nhau. À ngồi đâu à, đấy mọi người nói ngồi đâu cái là cười được ngay. Ngồi ở trạm xả nhưng quay lưng vào trong rồi, kệ nó thôi. Tất cả chúng ta nói đều hay. Khi tôi bị đánh, khi tôi bị khủng bố về tinh thần, rất nhiều người nói khá hay. Đấy, anh bảo chú rồi, chú không cẩn thận. Cá nhân tôi cũng phải thừa nhận điều đó. Nhưng bên cạnh đấy, chúng ta phải hiểu một điều rằng đấu BOT là đấu một cái nhóm lợi ích mà thực ra là của các cụ. Tôi đố ông nào tìm thấy một cái BOT nào mà không có dấu vết các cụ nằm trong đấy. Còn đấu với ba anh cảnh sát giao thông ấy thực ra là gì? Cảnh sát giao thông nào cũng có người đúng người sai, cũng có người quá đáng. Nhưng mà thực ra là chỉ chúng ta xuống, chúng ta nói, chúng ta trình bày với người ta một cách hợp tác, nó cũng rất là đơn giản. Nhưng câu chuyện là gì? Chúng ta đang đẩy với cái việc phản đối BOT, nó là việc khá mạo hiểm. Chúng ta, như tôi vừa phân tích, nó là đi mất đi miếng cơm manh áo của người ta. Không phải miếng cơm manh áo,
mất đi cái phần gọi là cái nồi cơm. Có những người comment là cái nồi cơm sạch xanh. Họ thu bao nhiêu? Họ thu 10, họ báo cáo có 1. Tôi nghĩ rằng đến 100 đoàn kiểm tra mà nó vác ra tầm cả 100 tỷ, rồi cũng đâu vào đấy. Vì câu chuyện cao tốc Hà Nội Lào Cai, thế bây giờ ai bị xử lý rồi? Như thế nào rồi? Dự án 34.000 tỷ đường coi như là long chóc đến hôm nay thế nào rồi ạ? Có nhiều lần tôi đã phân tích rồi ạ. Tất cả những sự vụ nó chỉ lắng lại sau 10 ngày. Tôi đang thấy anh Dũng Vô Va đang xem. Có những sự vụ tôi đang ví dụ như này này. Cái sự vụ của cái bạn ở trên Điện Biên bị cưỡng hiếp, bị giết, nhưng sau đó chỉ 10 ngày. Nếu báo chí không khơi lại, nghĩa là trong quá trình xử không nói. Nếu xử xong rồi sau 10 ngày rồi cũng đâu ở đấy. Quên, mọi người quên. Việc của anh Tuy mới xảy ra khoảng 4-5 hôm, nhưng sau 5-7 hôm nữa rồi mọi người cũng lắng xuống. Nó như vậy. Còn đấu tranh, còn đấu tranh với cái đúng cái sai, nhất là đấu tranh với nhóm lợi ích, nó cần luôn luôn là cái những cái chuyện mọi người cũng nói tôi là em phải thế này, em phải thế kia. Muốn một cái BOT nó có một cách khác nhau. Mỗi cái BOT khác nhau. Ví dụ như BOT Bắc Thăng Long này, giờ nó chơi cái bài là nó đích đóng làn. Nó mà đóng cái cần, tôi thề là tôi sẽ là một làn đóng chắc địch luôn. Bao giờ mời tôi đi qua và cam kết không bao giờ thu tiền của tôi nữa, tôi mới đi. Nhưng bây giờ nó chơi cái bài làn nó cứ mở như thế. Ai đi qua có tiền thì nó lấy. Mình cũng đích làm gì được. Ngày xưa ở Thái Bình, Tân Đệ, anh Triều cũng sợ. Anh chơi cái bài là bắt luôn cái đứa thủ vị. Nhưng ở đây chúng ta không làm được điều đó. Ở đây cái lúc đấy là thật ra là công an tỉnh Thái Bình với lại tỉnh Thái Bình nó cũng ủng hộ rồi. Chứ nếu không ủng hộ, chúng ta ví dụ như ở đây giờ nó đang thu phí kìa, giờ ai ra bắt nó? Là vì nó được quyền thu phí, nó được cơ quan nhà nước, nó được các cấp chính quyền cho nó thu phí thì nó phải được thu, nên là không thể bắt nó được. Trừ khi mà Bộ Giao thông có văn bản đề nghị dừng thu phí mà nó thu 1 đồng, chúng ta bắt được ngay, giao nộp công an luôn. Nhưng bây giờ nó vẫn đang đúng. Các bạn có thấy buồn không ạ? Đúng rồi. Anh cầm 3 cốc ra. Bao anh lấy đi. Mà nhìn béo ta. Nhìn mà đường. Những con người ở đây này, họ bị sức ép từ gia đình, sức ép từ nhiều phía. Tôi nghĩ rằng sức ép đôi khi lo lắng cả về vấn đề xã hội đen. Nhớ ban đêm nó ở đây có 3-4 người đến, nó quăng cho cái gì, nó dọa, nó đốt hay nó đánh thì sao? Họ đã chịu bao sức ép, họ đã bao vất vả rồi. Chúng ta nên động viên và khích lệ tinh thần họ thì họ mới bám trụ được. Cái việc ở họ ở đây, nghĩa là BOT này tôi tin chắc rằng 100% thắng. Kiểu gì BOT này cũng thắng. Có bắt, có đánh đập, có bắn tôi tại BOT tôi vẫn chiến đấu. Nhưng là gì ạ? Chúng ta chiến đấu một cách nó ôn hòa, được sự đồng thuận của các cấp chính quyền thì vẫn phải dùng cái biện pháp như thế này. Chưa có biện pháp nào khác. Có khá nhiều BOT cần phải xử lý. Nhưng hãy để tôi ngắm nghía, để tôi quan sát. Tôi quan sát. Và cũng đừng ai hỏi tôi BOT nào. Là vì giờ ví dụ tôi bảo là bây giờ tôi đánh BOT đường 5, tôi ví dụ tôi nói thế, thế là kéo từ nay đến hôm tôi chưa định đánh là thêm một ông kẻ thù là BOT đường 5. Nên đừng ai hỏi khi tôi livestream là BOT này BOT kia thế sao. Các bạn nếu đủ bản lĩnh, các bạn hãy đánh BOT đi. Tôi nghĩ thế. Tôi không dám nói tôi thông minh hay tôi nhanh nhạy trong vấn đề đấu BOT, nhưng nó có 100.000 tình huống chúng ta không lường trước được. Với sự bẩn, sự không hợp tác của lực lượng, đúng không ạ? Họ có 100.000 cái, họ có quyền lực trong tay,
Ví dụ như ở trong chỗ Hưng Nguyên chẳng hạn, tôi thấy rằng một cái lỗi khá nhỏ nó thành một cái lỗi thổi rồi lên thành một lỗi khá to. Tôi thấy bây giờ là trong quá trình khám xét là còn phát hiện 200.000 tiền lẻ, tiền giả của anh Tuy. Đúng biết là họ đưa vào hay trong ví của anh Tuy. Bạn ông ấy. Nhưng nếu là tôi, họ có nhét đến 10 triệu tiền giả. Nếu mà họ nhét tôi vẫn cãi được. Tôi không biết anh Tuy có đủ bản lĩnh cãi không. Tôi chỉ có chức năng là có tiền tôi tiêu. Chúng ta nhé, tôi không cổ suý cái việc dùng tiền giả để lưu hành hay ấy. Nhưng ví dụ như chẳng hạn nó chơi bài bẩn, nó để xe của tôi nó để 10 triệu tiền giả trên xe chẳng hạn. Chức năng phát hiện tiền giả tôi không có, tôi không phải cái máy. Tiền giả nó làm giống như thật, 100% như thật. Bạn phải đủ tinh hoặc là nhân viên ngân hàng, bạn mới biết đâu là giả, đâu là thật. Còn như tôi bây giờ, ai đưa tôi là tôi cũng chịu. Đúng không? Nếu biết tiền giả tôi sẽ không bao giờ lưu hành. Tôi ra ngân hàng tôi báo hoặc tôi như thế nào đấy, ai tiêu tôi có thể báo. Nhưng là gì ạ? Nếu dùng cái bài tiền giả mà đưa vào cho anh Tuy thì trước tòa tôi vẫn cãi được. Tôi không phải là cái mắt thần của thiết bị tiền giả. Ngân hàng nó có ngoài đếm bằng tay, nó còn chạy qua các thiết bị phát hiện tiền giả nó mới phát hiện được. Các bạn hiểu ý không ạ? Nên bài tiền giả đối với anh Tuy thì tôi nghĩ không ngại. Nhưng mà nó chơi cái bài là anh chống người thi hành công vụ. Thì cái bài đấy là cái bài mà thật ra là nằm trong tay lực lượng chức năng. Ở trong đó chúng ta cũng khó cãi. Chúng ta khó cãi lắm. Chúng ta không có bằng chứng mà họ lại là người thực thi. Nên là bản thân tôi có vào trong đó, đôi khi cũng chưa chắc đã lường hết được các cái bẫy răng ra mà chúng ta có thể vô tình ấy phải. Chúng ta không lường trước được, không ai giỏi vấn đề đó được. Khi mà cả một cái tập thể, cái bộ máy chính quyền họ quay lưng lại với chúng ta, không ai giỏi việc đó. Nó không giống, không lần nào nó giống lần nào. Chúng ta thì không được đào tạo về vấn đề đấy, nhưng họ được đào tạo. Tôi đang ngồi đây thì ngồi với anh em bạn bè thì chắc không vấn đề gì. Thôi xong tối heo. Đúng rồi. Em nghĩ rằng đấy, cần tố cáo cái đám côn đồ dọa đèn pin vào anh ấy. Nên là khi trong tất cả các cuộc đấu tranh, ai cũng mong muốn là những cái điều tốt đẹp nhất đến với mình, đến với đồng đội mình, đến với tất cả những nhân dân dám đứng lên vì chính nghĩa. Nhưng chúng ta cũng không thể lường trước hết được. Không thể lường trước hết được có điều gì sẽ xảy ra. Nó rõ ràng như thế. Nhưng nếu chỉ có an toàn nhất là chỉ có không đấu tranh. Vì mọi người theo dõi tôi có thể là tôi hiểu biết một chút, tôi có thể đấu tranh theo cái cách của tôi một chút. Nhưng đồng đội của chúng ta không thể huấn luyện họ được. Giống như anh Tuy, anh bị ở trong cái chỗ Hưng Nguyên ấy, anh không phải là tôi. Thì chúng ta không thể lường trước hết được những cái tình huống có thể xảy ra. Còn nếu là tôi thì tôi vào đấy, ông muốn đánh thì đánh, ông muốn làm gì thì làm, ông muốn thế nào thì muốn, giết được thì giết, chết được thì chết. Nhưng anh hôm nay anh hoảng loạn. Ai cũng sẽ phải hoảng loạn, không thể ai có thể đủ bản lĩnh. Nhưng rõ ràng là gì? Cái sự đó là sự cân não. Cái việc đó là cái đòn cân não các bạn. Vì trong ngành họ được đào tạo tâm lý tội phạm, tâm lý này tâm lý khác cái kiểu đấy. Họ phân tích khá kỹ. Họ nhìn thấy bạn hoảng loạn là họ mới có cơ hội. Họ mới có cơ hội xử lý các bạn được. Còn nếu mà tôi mà có bị tóm thì thôi, ông muốn làm gì thì làm, ông giết được thì giết. Tôi chỉ có một điều là tôi đếch bao giờ tôi tự tử. Tôi vẫn nói lại các bạn, tôi đếch bây giờ đập đầu tự tử, hay tôi treo cổ tự tử bằng dây thắt lưng, hay tôi tự cắt gần tay gần chân tôi trong quá trình tôi làm việc không ai. Thế thôi. Còn họ cắt hay họ thế nào thì đấy, cộng đồng mạng lên tiếng hộ. Và tất nhiên nó chỉ là một cái sự vụ, trong một thời gian rồi các bạn sẽ quên. Còn đấu tranh với cái nhóm này vẫn phải đấu tranh, cũng không có cách nào khác. Tôi nghĩ mãi cũng chẳng có cách nào khác. Chúng ta muốn thượng tôn pháp luật cũng không được. Chúng ta hỏi họ cũng trả lời bằng cái cách nào đúng chủ trương, đúng đường lối, được các cơ quan chức năng cho phép. Dạ, như cầu Bến Thủy 1. Tôi phân tích với cầu Bến Thủy 1. Cầu Bến Thủy 1 là nó thu phí từ cái thời mà đến 2012, sau khi phí đường bộ đã được ban hành.
sau khi phí đường bộ đã được ban hành thì câu chuyện là gì ạ? Cầu bến thủy 2 là phải dừng, bến thủy 1 phải dừng. Nhưng bây giờ họ tận dụng cả cầu bến thủy 1 dù không đi vào đường BOT vẫn phải thu phí. Mà cái cầu bến thủy ấy, BOT cầu bến thủy nó còn thu cho 7 dự án BOT quanh khu vực Nghệ An. Nó còn như vậy cơ. Phức tạp như thế. Sách lược. Các bạn nghĩ có sách lược gì không ạ? Chả có sách lược gì. Mỗi một nơi có một chính quyền khác nhau, mỗi một nơi có một cái phản kháng khác nhau. Mỗi một nơi có một cái sự phản kháng khác nhau của các cấp chính quyền khác nhau. Chúng ta mong muốn những điều tốt đẹp nhưng đôi khi cũng không được. Khó. Thực sự. Có những người chẳng như ví dụ như 6 anh em ở Phản Lại, làm sao đóng làn bằng tất cả các BOT khác được 97 phút. Mà trong khi đó thắc mắc là thắc mắc chuẩn mực, không phải thắc mắc phá trạm, mà thắc mắc đòi quyền lợi cho mình giống như BOT khác, là người dân vùng lân cận được miễn phí. Cái BOT đấy kể ra mà đánh cũng nên đánh cho dẹp bỏ bốn đi. Nhưng người dân ở đó thắc mắc, và tôi cùng tôi thắc mắc là để người dân ở đó được miễn phí. Một cái sự thắc mắc rất nhỏ trong tổng thể cái BOT Phản Lại. Thế nhưng mà là gì ạ? 6 người đó vẫn bị tóm. Họ tóm không phải vì cái BOT Phản Lại mà vì cái khác. Vì cái khác. Tâm thư chủ tịch nước. Tổng bí thư. Tôi chờ khi nào bọn BOT bẩn nó giết được tôi thì tôi nhờ mọi người viết tâm thư gửi hộ. Chứ bây giờ không có cách. Tôi đố bạn nào tìm thấy cái BOT nào không có sự gọi là của các cụ 3C, gọi là của các cụ. Ngày qua đấy, cụ nói lại chỗ cụ ấy. Tôi đã xem xong ấy là nó buồn lắm. Hỏi xem là cái liếp này ở đâu, cái ván này ở đâu, cái điện ắc quy này ở đâu. Đúng. Tôi thấy tâm trạng thực sự. Nó phải giữ mình chứ. Có những người nói với tôi rằng là tôi ngông cuồng quá. Cũng đúng, họ nói cũng đúng. Tôi ngông cuồng quá. Họ nói cũng đúng. Và sau đó thì tôi đã vẫn phải điều chỉnh. Nhưng ở đây là gì? Không dám đấu tranh thì không bao giờ có kết quả. Trước đây là những cái live stream này tôi chửi lúng tí tỏi thôi. Mồm tôi chửi không ớt. Từ bộ trưởng đến các loại tổng cục đến các loại là tôi chửi tất. Nhưng lâu nay những cái live stream sau khi tôi bị đánh gần như tôi không chửi nữa. Tôi văng tất. Nhưng đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng nên điều chỉnh. Mọi người nói tôi ngông cuồng quá cũng đúng. Nhưng đến giờ điều chỉnh ôn hòa như thế này rồi thì chúng ta cần phải dám nói, dám lên tiếng. Còn chẳng có cuộc đấu tranh nào với cái nhóm lợi ích mà không có mất mát thương đau. Chúng ta phải chấp nhận điều đó. Chúng ta không thể lường trước hết tất cả những cái tình huống họ răng ra cho chúng ta. Ngay cả bản thân tôi giờ cũng khá hiểu về các BOT, nhưng chúng ta cũng không thể hiểu được hết các tình huống họ sẽ răng ra cho chúng ta như thế nào. Đến khi mà nó giả danh công an bắt, tôi cũng vẫn chưa va chạm lần nào. Và tôi nghĩ công an thật. Lúc đầu tiên, trong những giây đầu tiên tôi nghĩ công an thật. Thì tôi còn đang hình dung là tôi sẽ đấu tranh với công an cho các bạn xem làm mẫu. Chạm như Phản Lại, có những lúc tôi nghĩ là hay là cứ để tìm cách để họ tóm mình đi, để xuống mình đấu tranh ngược. Có những lúc mình nghĩ như thế. Nhưng sau khi xem anh Tuy thì mới thấy là họ được đào tạo khá bài bản. Họ có tâm lý chiến, họ có tất cả mọi cái. Còn nếu muốn bình an thì chỉ có một cách duy nhất. Không động đến nhóm lợi ích. Việc ta làm.
và việc xã hội kệ thì may ra. Nhưng câu chuyện là gì? Có những lúc mà bố tôi còn sống, hay các chú nhà tôi, dạng như hôm Tết vừa rồi về, các chú, các thím nhà tôi, người thân nhà tôi, họ hàng, hàng xóm đến chúc Tết tôi vì tôi không đi được nhiều. Lúc đấy vẫn còn đau, tôi không đi được nhiều, không đi lại được nhiều, mọi người đến chúc Tết và cũng có phân tích là thôi việc đấy, việc của xã hội cháu ơi. Khi nói qua qua thì tôi cười, nhưng nếu nói sâu quá tôi nói lại luôn, xã hội này nó như thế này là tại cô, tại chú. Chính cái hành động của cô chú đang nói với cháu tạo nên những cái xã hội bất công như này. Tôi ra đến nhà thờ, tôi thắp hương. Mọi người lại nói tiếp, tôi chỉ lên ban thờ, tôi chỉ lên ban thờ các anh hùng liệt sĩ trong dòng họ nhà tôi. Khoảng mười mấy anh hùng liệt sĩ. Trên cái một cái ban riêng là ban thờ liệt sĩ. Tôi chỉ lên kìa, các anh, các chú kìa, các bác kìa, nằm ở trên kia kìa, còn dám hy sinh tính mạng. Tôi bị đánh có tí, mọi người cuống lên làm cái gì? Tôi còn căng thẳng như thế. Tôi đã chụp ảnh cả các cái danh sách anh hùng liệt sĩ tôi đăng lên. Và tôi sẵn sàng xếp, tôi dù là chiến đấu, cuộc chiến đấu này tôi có bị đội nào nó khử đi chả, chẳng được lên cái chữ, được lên cái ban thờ của anh hùng liệt sĩ đâu, không ai công nhận việc đó đâu. Nhưng tôi cũng tự rằng là các anh hùng liệt sĩ trong dòng họ nhà tôi, họ làm được, tại sao tôi không làm được? Họ dám xả bỏ cả thân họ cơ mà. Có những người trong dòng họ nhà tôi không đủ cân, còn phải bỏ thêm đá, đấy là những câu chuyện thật, quyết lên đường. Và có những người còn chưa được vào đến chiến trường đã bị tử vong. Thì khi những người trong dòng họ nhà tôi nói với tôi rằng là tại nhà thờ luôn, tôi chỉ lên ban thờ của dòng họ, tất nhiên không phải ban thờ tổ tiên, ban thờ các anh hùng liệt sĩ, tôi nói rằng là các chú các bác còn đang nằm kia kìa, đừng, người ta còn hy sinh hẳn.